Em như cánh hoa đào ngày xuân, làm bầu trời trong xanh hơn, làm lòng người yêu thương hơn. Em ơi, đến giờ rồi, xem nào liệu đi thôi chứ. Ồ, đợi em tí, phụ nữ phải chậm chậm một chút chứ. Đây, áo anh đây. Cho tôi. Anh xin, cảm ơn em. Chuẩn bị đi thôi. 9 giờ thì là lớp sẽ bắt đầu học. Thế nên là chúng tôi là cứ thu xếp công việc ở nhà để mà làm sao mà đến được học ở chỗ dưới chỗ cô Hoa, bởi vì cái niềm đam mê, sở thích, mặc dù là cũng hơi xa đấy. Cũng phải mất đến 25-30 phút. Mỗi tuần một buổi, hai ông bà Lạc Trung lại cùng chở nhau đến lớp học. Anh Tuấn mắc đấy, anh Tuấn mắc trước đấy. Trong một căn phòng nhỏ tại Cung Văn hóa Lao động Hữu nghị Việt Xô, những học viên nam thường đến sớm để trang phông, chuẩn bị âm ly, micro và cây bàn ghế. 1, 2, 3. Hôm nay đây là sân khấu rộng, dạ anh dọn cái ghế này vào một góc cho nó gọn. Chào em. Những học viên nữ đầu tiên đến lớp. Đây là một lớp học đặc biệt, lớp học hát của cô giáo Quỳnh Hoa. Ngày tháng 11 thì có một cái chương trình, tức là 20 tháng 11 kỷ niệm ngày nhà giáo Việt Nam. Nên bọn em phải đến sớm và trang hoàng. Mà lớp mình cũng nhiều các chị làm giáo viên lắm ạ. Mỗi tuần một buổi, những học viên độ tuổi từ 50 đến 80 tuổi đều đã tập trung trong căn phòng nhỏ này. Âm nhạc là thứ kết nối họ với nhau. Người đến sớm, người đến muộn, nhưng dù thế nào thì cũng phải đông đủ, cả lớp mới bắt đầu buổi học mới. Từ những khi mình còn rất trẻ, gọi là thanh xuân, thì mình ngoài việc là ca sĩ, đi hát, đi biểu diễn, mình rất yêu, thì mình cũng có một chút năng khiếu về sư phạm. Từ gia đình, mình thích được truyền dạy cho mọi người cái nọ cái kia và lan tỏa cho mọi người cái trình độ cũng như là cái năng lượng của mình. Tôi rất đam mê ca hát từ nhỏ. Nay về hưu có thời gian nhiều hơn để đến Cung Văn hóa Hữu nghị Việt Xô. Được đến lớp như mình trẻ ra không nghĩ tuổi mà được thỏa được cái đam mê của mình. Một lớp học chỉ với hơn 20 học viên, nhưng lúc nào cũng rộn ràng với sự hào hứng của cả cô và trò. Bà An, một trong những người già nhất của lớp, vừa mới trở về sau đợt nằm viện. Niềm vui lan tỏa trên khuôn mặt của bà khi được đến lớp. Tôi hôm qua tôi nằm viện, tôi cảm thấy rằng là tôi nhớ bạn bè lắm nên tôi cố tình đến đây, sự sung sướng và sự vui vẻ làm cho tôi mất cả ốm. Nữa, 15, 17.
18, 29, 30, 31, 32. Một lần thở ra phải được 30 giây rồi. Đó chính là cái sức lực. Tập yoga. Bây giờ chúng ta cùng luyện thanh nhé. Và ai mà mỏi chân thì có thể ngồi. Và nói chung nên đứng bởi vì cột hơi và thẳng này thì sẽ rất là khỏe và có lực hơn. Khi tập đứng có lực hơn nhiều. Thế là quá rẻ. Thực tế là nếu mà dưới cái thời điểm bây giờ thì đúng là chỉ có qua bằng một bát phở thôi cô ạ, một buổi học. Đấy, thế nhưng mà học được một cái chương trình mà đã đem lại được cho học viên rất là nhiều cái điều bổ ích, lý thú. Nên do đó thực tế là cái bữa bát phở này này thực quá giá trị luôn. Thực ra thì anh chị em ở trong lớp quý nhau lắm. Đấy, đến đây thì học hỏi nhau, rồi động viên nhau, rất là vui. Đấy. Âm nhạc đã cùng kết nối mọi người và chung một cái nhóm, một cái tập thể rất là đoàn kết và có văn hóa. Bây giờ cháu muốn xem là cô có còn năng lượng để hát nữa không? Xin mời cô đứng bên cạnh cháu thôi nhá. Hát luôn. 3, 4. Gần 20 năm gắn bó với nghề sáo, ca sĩ Quỳnh Hoa đã đón và đồng hành với biết bao học trò đặc biệt, là những người lớn tuổi với tình yêu âm nhạc. Ở nửa sau của cuộc đời, họ mới có thời gian dành cho những sở thích của mình. Rất nhiều người, và đặc biệt những người đó về hưu, thì họ càng có thời gian và điều kiện về vật chất nữa để mà dành thời gian đi tập hát. Thế là lớp cứ duy trì và cứ mãi kết nối đến tận bây giờ là ít nhất là được 18-20 năm. Điều hành biểu diễn ở cái sân khấu Xuân Hùng đấy, nó có một cái bậc ở trên vòng cong. Vì đất ta tương đối đông cho nên vòng trên là đứng lên trên, đất ta sẽ làm hai hàng và hàng thứ hai không bao giờ bị mất cả. Luôn luôn ai cũng ở giữa hai người trước nhá, không ai cũng chè, được chưa? Mình nhận được rất nhiều những tình yêu của mọi người. Mình nhận được rất nhiều từ những giọng ca hay trong cuộc sống này. Và mình cũng học tập được lại của chính những người học viên của mình. Mình rất tự hào vì mình được làm cái nghề này và mình sống với nó. Mỗi tuần một buổi, mỗi buổi hơn 2 tiếng, mọi người được gặp nhau, được trao nhau tiếng hát và được thể hiện tình yêu của mình với âm nhạc. Đó chính là một sự tích cực mà cả cô và trò cùng nhận được và cùng chia sẻ với nhau. Bye.
trong âm nhạc có cái may mắn là dù tài năng có thể khác nhau, phong độ có thể lúc khỏe lúc yếu trồi sụt, nhưng cái cảm xúc ấy, những cái mong manh của cuộc sống, và ta có thể hát đi hát lại một bài hát, lắng nghe một cái ca khúc rất nhiều lần mà vẫn thấy yêu vô cùng. Bài ca Tình Bạn cũng như bài Xuân Về là sáng tác của nhạc sĩ Thế Duy, chính xác ạ. Thì hôm nay chúng ta đã ôn lại nó, và Quỳnh Hoa mong rằng khi về nhà, bài tập về nhà, tất cả mọi người phải thuộc lời cho Quỳnh Hoa. Phần học hôm nay đến đây là hết. Ước mong gặp lại mọi người trong các buổi học vào thứ ba tuần sau nhé. Sau buổi học, các học viên nam lại tiếp tục công việc của mình, dọn lớp học cho thật gọn gàng. Những chiếc bàn ghế trống trơn, chiếc âm ly nằm im một chỗ, cùng chờ đón sự tấp nập của lớp hát vào tuần tới. Lớp này đã cho tôi một kiến thức nền tảng về âm nhạc để mình biết thưởng thức và mình biết hát như thế nào là đúng. Tôi rất yêu thích bởi vì là đó là niềm vui của tôi. Đến đây tôi được hát, tôi rất vui, rất thích, không thể nào bỏ được. Lúc ngày hôm nào mà nghỉ đã cảm thấy rất nhớ. Tôi yêu lớp thanh nhạc của cô Quỳnh Hoa.